phát hiện quả kia thì năng chỉ lên kia. Bây giờ có ăn thử xem một món không mọi người nhá. 40 năm thôi con ạ. Bạn 6 ngày thì không, bao nhiêu tuổi bạn kia bạn 5 đến 70 rồi đó. 1 ly 10 ngàn con ạ. Thầy bán nhà sản mới nấu thầy chuyển với sản con ạ. Mới có bạn, nó bạn cả ngày nó chuyển với tụi hết. Bạn hai người đấy chứ có ai phụ, con trai người riêng hết. Con mì nấu đấy rồi bạn hai người tụi cho hai người. Dây bán với sản, hôm đầu ổn hôm đầu mì nó xáy nếp, xáy dừa. Cái chứ mình tự làm này con ạ. Ủa hơi tiền phụ giúp cho mì nấu che và đập đá thêm. Rất vả lắm, cực, đang trong nấu lửa cùi. Thắng ngon, do lửa ra hẳn điều kiện của được thắng ngon. Còn đi là còn chế tiền, hai vợ chồng bảo người giàu đi đây, 10 ngàn bạn chơi bình dân. Mà nấu cũng vừa phải chứ cũng ngọt mà cũng ngạt. Họ ăn họ cũng lại mì bạn vừa ăn ngon. Mọi người ơi, một ly chè chỉ có giá 10 nghìn thôi. Thì hôm nay mình gọi thử là chè bắp nè, chè đầu nành, chè chuối với là chè xanh đậm. Mì hâm rất là mềm mọi người ạ. Hâm rất là mềm luôn. Trời á, trời mấy hôm nay Huế nắng á, mang ly chè như thế này đã mát luôn. Hai ông mẹ già rồi mà bạn dễ thương cực luôn. Thì chỉ năm ngày câu bao vân, tên là Che Thiền, 10.000 một lý mọi người nha.